Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo loa bát 20, bát 25 và bát 30. Ở đây em có một số mẫu. Ngày nào nhà em cũng lên sóng, nhà em giới thiệu các mẫu linh kiện rời cho các bác nhé. Đây là em có một mẫu bát 20 này. Đây là bát 20. Hàng chính hãng của BIF. Con này có cái bô đen là ZWatt 80501. Gân vải. Hai gân, màng đen và nón đen. Con này là mũ nó rất là to các bác nhé. Tại vì bát 20 mà. Bát 20 con này từ lớn, côn lớn. Từ 140, từ siêu dày luôn các bác nhé. Kẹp lỗ bích thép màu đen. Côn 51, nhện màu vàng. Cái dòng này thì là một cái mẫu mới tinh. Nó còn hay hơn cả cái dòng BM các bác nhé. Con này của nó là sườn xưng nhôm luôn. Nhìn bát rất là khôn. Em đang bán là 1.050.000 một đôi. Ở đây là có một mẫu bát 30 từ kép. Bát 30 từ kép. Gân mút xốp. Hai tay thỏ, mũ sần các bác nhé. Đây, hai từ kép với hai lâm châm đây. Xương sắt. Con này ở dưới của nó là màng sần. Côn 51 này. Với bát 30 từ kép này giá đang bán là 850 một đôi. Ở đây là em có bát 25 leo. Đây là bát 25 leo khối. Gân vải, tẩm dầu. 3 gân. Màng đen và nón đen, màng phủ keo bóng. Đây, khối neo bát 25 này. Xương BNC và xương sơn tĩnh điện. Và bát 25 neo này côn 76 luôn các bác nhá, nhận màu vàng. 2.250.000 một đôi. Chuyển qua đây thì em có bát 30 neo luôn. Đây, bát dòng bát 30 neo cũng vậy. Bát 30 neo của nó côn 76. Gân vải tầm dầu 2 gân, màng chống nước. 2.850.000 một đôi. Chuyển qua đây là em có bát 30 neo 2 tầng côn 76. Đây là neo 2262 các bác nhé. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Màng xếp ly lượn sóng, màng đen. À màng màu xám, nón đen. 2 tầng côn 76 lên đây các bác nhìn này. Ở con này dưới màng sần các bác nhé. Nhìn nó như một cái nón ý. 3.850.000 một đôi. Ở đây là em có bát 30 RCF. Bát 30 RCF 246 cái lỗ tản nhiệt, con này là T bằng các bác nhé. Từ 190. Xương nhôm. Bát 30 RCF đây. Côn 76 này. Kẹp lỗ bích thép màu trắng này. Gân vải tầm dầu 3 gân. Màng xếp ly lượn sóng, màng đen và màng toàn bộ là chống nước hết. Và bát 30 RCF này là hàng chính hãng các bác nhé. Hàng chính hãng của hãng BIF sản xuất đây. Có cái mẫu đen là ZWatt 12G301. Con này cho các bác lên thùng đánh chống sâu tiếng cực hai luôn. 2.050.000 một đôi. Và chuyển qua đây là em có bát 30 BIF xương nhôm màu da cam. Mẫu đen của nó là mã sản phẩm là ZWatt 1275020. Con này từ 190 và T màu trắng, T lồi. Dòng này đánh full siêu hay luôn các bác nhé. Tiếng rất tốt các bác nhìn này. Hàng cao cấp các bác nhìn này. Nước sơn của nó được sơn tĩnh điện này, sáng bóng luôn. Từ dày và bích dày. Lật lên. Đây các bác nhé. Nhìn thấy chưa? Côn 76. Dòng này của nó là gân vải tầm dầu 2 gân. Mà màng cũng màng cũng cao bóng chống nước. Giá đang bán là 2.350.000 một đôi cái bát cam này. Thôi nhé, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu và báo giá sản phẩm ở lần sau. Các bác mua hàng điện trực tiếp về bên cửa hàng nhé. Quan tâm mua hàng điện cho em và hai số điện thoại này các bác nhé. Có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo. Nhà em giao hàng toàn quốc, anh em thợ nào mà lấy xỉ số lượng, hãy điện trực tiếp cho em để làm việc. Riêng để giá xỉ bên em
giá rẻ nhất Việt Nam cho các bác luôn. Anh em thợ lấy xỉ cứ bốc máy alo cái là nhận giá tốt luôn.